Chào em ha, em Minh Hoài nè. Nay em làm cái clip test cái máy này nè, test cục pin coi nó đề được bao nhiêu lần ha. Hôm gài hứa với anh em bữa nay mới có thời gian làm ha. Này Zalo 0961088776 ha. Cái máy này có anh khách chuyển khoản cho em đủ hết rồi anh em ơi. Máy này xong rồi đó, em chuẩn bị gửi đó. Rồi sẵn ở đây có pin có máy, em test cho anh em coi luôn ha. Để nhiều anh em không biết cục pin này đề được bao lâu vậy này nọ. Pin này em đóng là pin lithium ha. Pin nó tự tự như pin điện thoại vậy đó nè. Nó công nghệ nó cũng hiện đại lắm, bởi vì nó hiện đại hơn cái bình ắc quy mình mà. Rồi pin cái này trong cái máy gin của nó ha. Máy của này nó để 7,2V nè. Mà cái gle thì nó lại để 12V nha anh em. Gle thì nó lại để 12. Nhưng mà cái cục pin thì nó để 7,2V thôi. Đó. Mình xài tầm 7,2 tới 12V thì ok hết ha. Rồi để mình đo cái cục pin này cho anh em coi cái luôn. Rồi mình đề cái bơm. Mình đề thử xem chừng nào nó hết pin. Đo 10 đi cho anh em dễ coi ha. Đây là nó lên khoảng 8V 2 ha. Đó. Là cục pin này em đóng là có 4 cục nha. Đóng 4 cell đó. 4 cell mà đóng nói chung là đóng 2S gì đó. Em cũng không rành nói. Nói chung là em đóng nó ra nhiều đó đó. Rồi để em test coi đề bao nhiêu lần ha. Rồi xíu nó hết pin này. Nó đề không nổi luôn rồi, rồi cái mình đo cục pin lại. Không gậy hứa làm cái này nó hay hay làm cho anh em coi. Cái máy này em lên bình 26 rồi ha, chạy nhảy lắm. Kéo nhẹ nó. Rồi bắt đầu test ha. Rồi cho nó có thế được. Giữ cục máy lại mới được anh em. Này test nếu mà trên 50 lần là ok ha. Một lần. Vẫn còn đầy ngọt sức ha. 19
20, 21, 22, 23. Công tắc ha, em để lên rồi em tắt em bấm đây nè. Anh em nói em ăn gian rồi này nói. Em quay vậy là trực tiếp luôn á. 50 cái này ha. Để mình lấy cái máy rồi mình đo thử lại coi còn bao nhiêu volt. 50 cái chưa thấm thế gì chứ anh em. Quan trọng là anh em biết xài hay không thôi. Nó còn 8 volt ha. Nãy giờ nó giật 0,2 volt à. Mới đề 50 cái là cũng giật có chút xíu. Rồi để tiếp tục đi. Thử coi được khoảng nhiêu cái. Anh em lưu ý là mình cái lúc mình đề ấy là mình giật máy cho nó chạy đồ đàng hoàng rồi mình hãy đề. Chứ đừng có sáng ra mà để é hoài đó. Nó chịu không có nổi anh em. Vì cũng vậy mình khởi động bằng tay trước đi cho nó ok rồi mình ha hãy đề. Rồi với lại cục pin mình á, mình sạc khoảng 1 tiếng 2 tiếng mình rút ra, chứ đừng có để qua ngày qua đêm nữa, nó chịu không nổi đó, ha. Rồi 50 cái ha. 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61. Lâu lâu nè cái 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 73 74 75 76 77 78
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 rồi 100 lần ha. Đó, 100 dần lần dẫn con đề ok bình thường. Để đo cục pin lại cái nữa, em nghĩ đề chắc khoảng 150-200 lần anh em, giờ 100 rồi đó, mới giật có 0,1, cũng còn khoảng 8V nữa. Rồi tiếp tục nữa ha, 100 cái rồi đó. Em đếm từng cái anh em, đừng nói em ăn gian gì tội nghiệp em. Đếm từng cái cho anh em coi luôn đó. 100 ha. 101. 102. 103. 104. 5. 6. 7 108 109 110 111 112 113 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
48 49 150 cái ha. Còn để được nữa nè em ơi. Để em đo pin lại cái. Ngon. Trăm mấy chục cái anh em để, anh em xài bao nhiêu lần? Mỗi lần mình để, mình xài mình để khoảng 10 lần thôi chứ đâu có ai mà để hoài đó nè. Để mình vừa vừa mình buông ra chứ mình đừng có đè hoài. 150 cái ha. Vẫn còn 8V mấy. 7V mấy. Cũng tầm tầm 8V còn đó hoài. 150 cái rồi đó. Còn ok ha. Quan trọng là anh em phải biết cách xài. Em chơi tới 200 cái nghỉ ha nè. Vậy là quá ok. 151, 152, 153, 154, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180. Chín mốt, chín hai, một trăm chín mươi ba, chín bốn, chín năm, chín sáu, chín bảy, chín tám, chín chín, 200. Rồi để cái ăn mừng nè. Ok nè. Rồi để đo pin lại cái này là em quay thực tế nha, không có đo, không có cắt ghép hay là không gì hết đó. Còn khoảng 7,9 nó hơi giật xuống nãy xíu đó, vẫn còn đề ok lắm đó. Rồi. Khối pin này 4 cell này là em đóng là 250.000 ha.
anh em muốn mạnh nữa thì làm 6 cell. 6 cell là thêm 2 cục nữa là nó ra 12 phẩy mấy volt đó. Là mình để nó còn lâu hơn cái này nữa. Đó. 6 cell thì nó là 350 ngàn ha. Pin bây giờ nó mắc anh em ơi, mua không muốn có. Đó, em nói rõ vậy đó, anh em muốn cái kiểu nào thì để em làm cho kiểu đó. Mà nói chung em làm pin em gắn vô máy của em bán thôi chứ em cũng không có bán pin nha anh em. Chừng nào thân quen gì này nọ em mới gắn chia thôi. Tại vì máy em bán em để vô còn không muốn hết nữa. Không muốn đủ pin nữa. Đó để em test em quay cái clip này em test cho anh em coi coi cái độ trâu bò của pin nó làm sao. Để anh em nói mua đề có mấy cái hết pin rồi này nọ. Hôm nãy giờ em đề 200 lần rồi đó mà pin nó vẫn còn ok nè. Cái này là không có sạc không có gì hết nha. Còn có đề sinh đi qua mà nó có sạc nữa thì cái đời giống như sinh đi qua nè, nó có cục sạc vô luôn. Lúc mình chạy này là nó nạp pin vô cục pin mình đều luôn anh em. Là mình chạy là nhiều khi là mình không cần sạc luôn. Cứ thế là đề hoài vậy đó. Đó. Cái sạc nè, cái cục tự sạc nè. Trong máy nó có luôn ha. Cái đời sinh đi qua là nó thường có nè. Là nó nuôi pin mình hoài là nó đủ xài luôn anh em, không cần phải sạc luôn. Đó. Cục này thì em bán chưa dọn là 700 ngàn ha. Ngày qua em bán 4 cục đó, chưa có anh em nào hỏi hết. Cái này bán máy ế ế quá, anh em ủng hộ em đi chứ. Bán ế quá, em buồn quá. Nè, cái lóc này, Shindewa Made in Japan nè. Có đề rồi tự sạc lại luôn ha. Dòng này chắc mình cũng không cần phải sạc đâu. Khi nào anh em để lâu quá thì anh em giật bằng tay đi rồi nó chạy hơi là nó sạc vô là được rồi. Đó. Cục pin bể lớn mà nó đề được 200 lần thì cũng quá cho bò anh em. Hồi nãy em nghĩ là nó khoảng 50 lần thôi chứ. Cái này nó gấp 4 lần cái dự định của em. Thì nó cũng ok lắm rồi anh em. Quan trọng là anh em phải biết xài. Mình sáng ra mình đề, mình sáng ra mình giật bằng tay đi rồi mình thấy đề, mình phải dưỡng nó mới bền được ha. Đó. Rồi em kết thúc clip ha, chào anh em ha. Anh em cần mua máy thì liên hệ em Zalo 0961088776. Mấy cái máy em đăng là chưa có để chữ đã bán là vẫn còn ha. Anh em muốn mua thì cứ liên hệ em. Rồi chào anh em luôn. Cục pin 4 cell này 250 ngàn. 6 cell thì 350. Đó, em đóng vô máy đó. Thường em đóng vô máy là vậy đó. Rồi bên lớn này mà đề được 200 lần này đó anh em thấy ghê không? Rồi ha, 200 lần có hơn nữa. Chứ không phải là chỉ 200 thôi đâu. Còn đề ok nè. Quan trọng là cái máy anh em xài phải biết giữ nó mới. Nó dễ nổ, mình chấm vô là nó đề thôi. Trên 200 lần ha. Đó. Rồi, chào anh em ha. Cái thử thách em hứa với anh em, hổng gài bữa nay em cũng làm xong rồi đó. Rồi, chào anh em. Anh em mua máy thì liên hệ em ha.